Ngọc Quỳnh trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức cập nhật buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Kính chúc quý vị một buổi tối thật bình an. Và ngay sau đây là những bản tin chính tối hôm nay. Biểu tình ở bờ biển Nga phản đối tổng thống tái ứng cử. Cựu tổng thống Mexico phải ra điều trần tội tham nhũng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống dưới mức 1 triệu. Và những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Chương trình được bảo trợ bởi Skin Saver, made in the USA, Hollywood trusted, 714-316-5999 và 888-414-5678. Thái Nakhon Restaurant, 714-583-8938 và 714-583-8956. Và ngay sau đây, Ngọc Quỳnh kính mời quý vị cùng bước vào phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết là biểu tình ở bờ biển Nga phản đối tổng thống tái ứng cử. Các cuộc biểu tình đã nổ ra khắp bờ biển Nga vào hôm thứ Năm 13 tháng 8, chống lại việc tổng thống Alassane Ouattara tuyên bố tái ứng cử trong cuộc bầu cử tổng thống. Tại quận Yopougon, cảnh sát đã bắt giữ những người biểu tình khi họ dựng rào chắn trên các tuyến đường. Con đường chính đến Grand Bassam đã bị phong tỏa vào buổi sáng, và cuộc biểu tình được biết là do các đảng đối lập đã lên kế hoạch. Phe đối lập cho rằng quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ ba của ông Ouattara vi phạm hiến pháp và cảnh báo sẽ gây bất ổn cho một quốc gia vẫn đang hồi phục sau nội chiến. Ouattara trong khi đó cho biết rằng ông buộc phải tái ứng cử và quyết định của ông không phải là một cuộc tranh giành quyền lực. Ứng cử viên được lựa chọn trước đó của ông để là đại diện cho đảng cầm quyền vào tháng 10, Thủ tướng Amadou Gon Coulibaly đột ngột qua đời vào tháng trước, khiến cho các thành viên trong đảng thúc giục Ouattara tranh cử trở lại. Cựu Tổng thống Mexico phải ra điều trần tội tham nhũng. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador hôm thứ Tư 12 tháng 8 cho biết rằng hai cựu tổng thống đã phải ra điều trần về hành vi tham nhũng sau khi một cựu lãnh đạo công ty dầu khí nhà nước Petróleos Mexicanos, viết tắt là Pemex, đã cáo buộc các cựu quan chức liên quan đến hối lộ. Theo đó, thì cựu giám đốc điều hành Pemex Emilio Lozoya cho biết hôm thứ Ba 11 tháng 8 đã đệ đơn khiếu nại rằng cựu tổng thống Enrique Peña Nieto và người tiền nhiệm của ông là Felipe Calderón chỉ đạo ông đưa hối lộ cho chiến dịch bầu cử năm 2012 của Peña Nieto và mua phiếu bầu tại Quốc hội. López Obrador kêu gọi Lozoya, người đứng đầu Pemex từ năm 2012 đến năm 2016, đưa ra bằng chứng để chứng minh những cáo buộc của ông và cho biết người tiền nhiệm của Peña Nieto là Felipe Calderón cũng nên ra điều trần cùng với một số nhà lập pháp giấu tên. Theo Bộ trưởng Tư pháp Alejandro Gert, Lozoya cho biết ông ta đã nhận được hơn 100 triệu peso, tương đương với 4,5 triệu Mỹ Kim, từ công ty Odebrecht của Brazil, phần lớn trong số đó dành cho các cố vấn trong chiến dịch tranh cử của Peña Nieto. Colombia bắt giữ hơn 500 người và tịch thu 22 tấn ma túy. Một vụ bắt giữ ma túy lớn đã dẫn đến việc tịch thu 22 tấn ma túy và bắt giữ hơn 500 người ở Colombia, Bộ trưởng Tư pháp nước này thông báo vào hôm thứ Tư. Các gói ma túy lớn đã bị thu giữ ở các vùng nông thôn với thành phố cũng như là trong cuộc tấn công phối hợp nhắm vào những kẻ buôn bán ma túy trên toàn quốc. Theo Bộ trưởng Tư pháp Francisco Barbosa, trong khi Colombia được biết đến là nước xuất cảng ma túy hàng đầu sang các nước khác, lô hàng ma túy liên quan đến vụ bắt giữ được công bố hôm thứ Tư là được sản xuất với mục đích sử dụng trong nước. Bất chấp nhiều thập kỷ nỗ lực chống ma túy, Colombia vẫn là một trong những quốc gia sản xuất cocaine hàng đầu thế giới. Theo các nguồn tin an ninh, các phiến quân cánh tả, các hãng nhóm tội phạm và quân đội cánh hữu trước đây đều tham gia sản xuất và vận chuyển đến người tiêu dùng, chủ yếu là ở Mỹ và châu Âu. Và kính thưa quý vị, tàu trật đường ray ở Scotland khiến 3 người thiệt mạng.
Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Tư 12 tháng 8 tuyên bố rằng cảnh sát phải tìm ra nguyên nhân đã khiến đoàn tàu trật bánh khiến 3 người thiệt mạng ở Scotland, để ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự có thể xảy ra lần nữa. Phát ngôn viên cảnh sát giao thông Anh là Brian McAleese đã nói hôm thứ Tư rằng cảnh sát đã nhận được một báo cáo một con tàu bị trật bánh gần Stonehaven, 15 km tương đương với 9 dặm về phía nam của Aberdeen, lúc 9:43 sáng, và khẳng định rằng 3 người đã chết tại hiện trường. BBC đưa tin đoàn tàu gồm 2 đầu máy, một ở phía trước và một ở phía sau, và 4 toa hành khách. Hãng tin cũng cho biết đầu máy phía trước và 3 trong số các toa tàu đã rời khỏi đường ray và đang đậu trên một bờ kè sông. Được biết là vùng Stonehaven và khu vực xung quanh đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong những ngày gần đây, và một số báo cáo cho rằng trận lở đất có thể đóng vai trò nào đó trong việc xảy ra tai nạn này. Hàng triệu người Bangladesh phải di dời vì lũ lụt. Khoảng 1/3 diện tích Bangladesh đã bị ngập trong nước khi các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin ngày hôm qua rằng hàng triệu người phải di dời và 161 người đã chết trong trận lũ lụt bắt đầu hơn một tháng trước. Tại làng Luhachang, xin lỗi quý vị, khoảng 55 km tương đương với 34 dặm từ thủ đô Dhaka, những người dân địa phương phải di dời do lũ lụt này đã nhận được hàng cứu trợ. Nhiều người phải chèo thuyền nhỏ vượt nước lũ để tiếp cận các điểm nhập hàng. Các bao cát được đặt dọc theo bờ sông tại bến phà Shimulia sau khi sông Padma đã tràn vào và gây xói mòn. Người dân buộc phải di chuyển bằng thuyền và phải đưa gia súc của họ lên các khu đất cao hơn để tránh lũ. Bộ Nông nghiệp cho biết trận lũ lụt kéo dài nhất trong hơn 2 thập kỷ qua ở Bangladesh đã nhấn chìm gần 80.000 hecta ruộng lúa. Lũ lụt cũng làm phức tạp các nỗ lực của chính phủ nước này trong trận chiến chống lại COVID-19. Bangladesh đã báo cáo 266.498 trường hợp nhiễm COVID-19 với 3.513 trường hợp tử vong tính đến thứ Năm. Quốc vương Thái Lan đã tham gia lễ tuyên thệ nội các mới. Quốc vương Thái Lan Maha Viralokorn đã tham gia lễ tuyên thệ nội các mới hôm thứ Tư, nhấn mạnh các giá trị trật tự và hòa bình và tham dự các nghi lễ tôn giáo trong ngày sinh nhật lần thứ 88 của Thái hậu Sikirit. Các buổi lễ đã đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của nhà vua kể từ khi có những lời kêu gọi trong 2 cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo nhằm kiềm chế quyền lực mới của vị vua này. Theo đó, vua Viralokorn được cho là đã tích lũy thêm đáng kể vị thế của mình từ khi lên ngôi sau cái chết của vua cha vào năm 2016. Tại lễ tuyên thệ, nhà vua với tư cách là người đứng đầu nhà nước đã gửi lời chúc sức khỏe tới các thành viên nội các mới. Ông cũng bày tỏ lời cầu chúc hạnh phúc của nhân dân, hạnh phúc của công chúng và trật tự và hòa bình. Được biết, việc tuyên thệ nhậm chức của các thành viên nội các mới diễn ra trong bối cảnh sau khi 6 bộ trưởng dưới thời Thủ tướng Prayut từ chức vào tháng trước, cho thấy những tranh chấp nội bộ của đảng cầm quyền khi chính phủ đối mặt với phong trào phản đối ngày càng tăng. Vâng, vừa rồi là phần tin thế giới. Kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng CBN. Ngọc Quỳnh sẽ quay trở lại tiếp tục với tin Hoa Kỳ buổi tối hôm nay sau một vài thông tin bảo trợ thương mại. Cảm ơn quý vị.